Của anh hết bao nhiêu tiền nhỉ? Của anh hết 50.000 ạ. Anh gửi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Chào em. Con gái nhiều tiền quá nhỉ. Bố, sao bố lại đến đây ạ? Thế bố không đến đây thì để mày để tao chết đói à? Nhưng mà hôm qua con cho bố tiền rồi mà. Bố lại uống rượu hết rồi ạ? Mày cho tao có mấy đồng bạc các lẻ mà mày cứ tính lên tính xuống thế. Đưa xem nào. Bố làm gì thế? Sao như thế này? Đưa cả đây cho tao. Con đi làm cả ngày chỉ được thế thôi. Bố mà lấy hết thì trưa nay con không có gì ăn đâu đấy ạ. Mà kệ xác mày. Tao nuôi mày ăn học lớn thế này, bây giờ mày đối xử với bố mày như thế à? Hả? Tao đúng là vô phúc mà. Hả? Thôi bố say lắm rồi. Bố về nhà đi. Tao không say. Tao nuôi mày bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày để cho ông già này một mình, tao chết quyết đi cho xong. Bố, thôi bố say lắm rồi đấy. Bố lên đây con lai bố về. Không, tao không về. Mày đi đâu thì đi đi. Tao đi uống rượu tiếp. Thôi, bố đừng có uống nữa. Bố. Cầm mồm. Em xin lỗi, anh chờ em có lâu không ạ? Thì cũng không lâu cho lắm. Chắc khoảng 30 phút. Anh hài hước rồi đấy. Anh đặt xe 15 phút mà bảo chờ em 30 phút. Thế đi thôi nhỉ? Dạ vâng, em lên xe đi, em chờ anh nãy giờ. Thế tao không cần đội mũ bảo hiểm. Em xin lỗi, em quên mất. Mà anh ơi, lần sau anh đi anh cứ gọi cho em nhá. Em đi nhanh lắm, đường thành phố này em nắm trong lòng bàn tay luôn. Cô em tự tin quá nhỉ. Thế làm cái nghề lâu chưa? Em làm cũng gần được 2 tháng rồi anh ạ. Thế à? Nghề này chắc kiếm tiền nhiều phết nhỉ. Anh đừng nghe người ta nói linh tinh. Chạy như này vất vả lắm. Với cả xăng cũng đang đắt. Không kiếm được mấy đâu anh. Thế á? Vất vả thế xong xin vào công ty nào mà làm. Làm mấy cái công việc văn phòng ấy cho nó nhàn hạ. Chứ chạy như này vất vả ra. Mà này, làm văn phòng ấy còn có cơ hội phát triển hơn nữa cơ. Em cũng thử nộp đơn xin vào mấy công ty rồi. Nhưng mà em không học đại học, không có bằng cấp gì cho nên là người ta không nhận. Mà hôm nọ em mới nộp vào công ty FVM ấy, không biết người ta có nhận không ạ? Em xin vào công ty FVM á? Dạ vâng, anh biết công ty đấy ạ. À, anh hỏi thế thôi. Anh muốn làm đấy không? Nghe anh nói cứ như anh là giám đốc ấy nhỉ? Anh hỏi chơi chơi mà. Giám đốc gì đâu. Nhưng mà sau khi em nộp vào đấy, em lại nghe người ta nói lại là giám đốc công ty đấy kiểu biến thái ấy, chỉ nhận nhân viên nữ thôi mà phải dáng đẹp chân dài. Chắc là em không có cơ hội rồi anh ạ. Ai bảo em thế? Thì em nghe người ta nói lại thôi. Sao mà anh xúc động thế? Hay là anh quen giám đốc công ty đấy? Hay là anh bị anh ta sàm sỡ rồi ạ? Trí tưởng tượng của em phong phú đấy nhỉ. Anh nói đúng đấy. Em có khi em phải đi làm nhà văn đi chứ anh nhỉ. Nó đi muộn. Dạ vâng, anh lên xe đi. Đi cô em. Ui dồi, từ từ anh đội cái mũ em. Anh gửi em mua nhá. Dạ vâng. Của anh hết bao tiền nhỉ? Của anh hết 50.000 ạ. Ờ. Đây, anh gửi. Anh cộng cả đi. Xem như là cảm ơn em. Em đã kể cho anh nghe về câu chuyện về tên biến thái kia. Để em cảm ơn anh. Anh có vẻ như là thích kể chuyện biến thái phết nhở. Nếu mà anh thích ấy, thì anh thuê em kể cho. Em lấy rẻ thôi. Em đi chạy xe như này nghe được nhiều chuyện hay lắm. Thế à? Ok, nhất trí thôi. Lần sau gặp ấy, nhớ kể cho anh biết thêm nhiều tí về cái tên giám đốc biến thái kia nhá. Ui giời, chuyện nhỏ ạ. Thôi em chào anh ạ. Ừ, chào em. Quái nào mà mình trở thành tên giám đốc biến thái nhỉ? Đúng là miệng lưỡi thế gian. Mày vào. Sao lại là anh ấy? Thôi chết rồi, cái miệng mình đi xa quá rồi. Em chào anh. Em chào anh ạ. anh chào em. Em ngồi đi.
Lúc được gọi đến đây phỏng vấn, em bất ngờ lắm. Nhưng mà đến đây gặp anh, em còn bất ngờ hơn đấy ạ. Anh cũng thế. Anh rất bất ngờ. Em rất khác sau ngày hôm qua anh gặp em. Em rất xinh đấy. Vừa mới gặp mà đã khen mình xinh đẹp. Không lẽ anh ta như lời đồn thật? Em cũng bình thường thôi ạ. Lúc đi chạy xe thì trông em hơi lộn thộn một tí. À đúng rồi, anh đã xem qua hồ sơ của em rồi. Từ ngày mai em có thể bắt đầu đi làm. Thật ạ? Em được nhận vào đây làm thật ạ? Đương nhiên rồi. Em không thích à? Ý em không phải thế. Tại vì em nghĩ là mình không có bằng cấp gì, cho nên là sẽ không được vào đây làm đâu ạ. Em yên tâm đi. Công ty của anh đánh giá nhân viên có năng lực và thái độ làm việc, chứ không quan trọng quá về bằng cấp đâu. Dạ, thêm cảm ơn anh. Còn chuyện hôm qua em... Không sao đâu. Lúc đầu anh nghe thì có hơi bất ngờ một chút, nhưng mà nghĩ lại thì thấy buồn cười thôi. Anh không để bụng. Dạ, thêm cảm ơn anh nhiều lắm ạ. An, muộn rồi mà em còn chưa về à? Em chuẩn bị về đấy ạ. Làm gì mà muộn thế? Tại vì em mới vào làm việc, cũng chưa quen việc lắm, cho nên ở lại một chút thôi ạ. Thế à, có gì không hiểu ấy thì cứ bảo anh chỉ cho, đừng ngại nha. Dạ vâng. Mà chắc em cũng đói rồi nhờ, hay là mình đi ăn gì đó đi. Cũng được, thế để em mời anh, coi như là chúc mừng ngày đầu tiên em đi làm. Đúng rồi, phải chúc mừng chứ. Anh thấy ở đây thế nào? Anh thấy cũng được đấy. Ngày xưa ấy, anh cũng hay ngồi với mấy người bạn ở mấy cái quán vỉa hè như này đấy. Nhưng mà bây giờ vì lý do công việc nên không được ngồi như vậy nữa. Thì đúng mà, anh là giám đốc, làm sao mà ngồi mấy cái chỗ phèn phèn như này được. Còn đến mức như vậy đâu. Mà này, trông em có vẻ như là khách quen ở đây ấy nhở? Anh nói chuẩn đấy. Ngày đầu tiên em biết quán này cũng là ngày đầu tiên mà em đi chạy xe ôm luôn. Thật á? À, để em kể cho anh nghe một câu chuyện. Hôm đấy là ngày đầu tiên em đi chạy xe ôm. Thì chiều hôm đấy em có nhận được một cuốc xe từ một chị gái. Mà suốt dọc đường đi chị ấy cứ khóc. Xong rồi em tò mò hỏi vì sao. Anh biết sao không? Sao? Hóa ra là chị ấy thất tình. Em mới bảo với chị ấy là đời còn dài, trai còn nhiều mà, sao chị phải khóc. Với cả chị ấy xinh đẹp như thế thì ngày mai lại đầy anh theo ấy mà. Thế là chị ấy ngừng khóc luôn. Xong lúc đấy em đi qua quán nhậu này, thế là chị ấy mời em vào nhậu. Nhưng mà lúc đấy em cũng ngại lắm, nhưng mà không biết từ chối như nào. Thế cả lúc đấy cũng thấy chị ấy đáng thương, thế là em đồng ý. Xong thì em biết quán này luôn. Còn chị ấy bây giờ lại là bạn thân của em đấy. Em cũng thú vị đấy. Nhưng mà này, hôm nay anh không có thất tình nha. Anh ăn thử đi. Ờ, để anh ăn thử xem nào. Món ăn ở quán này cũng ngon lắm đấy. Cũng được á. Này, em ăn đi. Dạ vâng. Ê, cô em đi đâu mà vội này? Anh là ai? Ồ, thế bố em chưa bảo gì với em à? Bố tôi làm sao? Thôi, cái ông già này, đúng là không coi con gái ra cái gì mà. Thôi, thế anh cũng bảo cho em biết luôn. Bố em vay tiền bên bọn anh cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ ông ấy chuyển hết khoản nợ ấy sang cho em, trả thay ông ấy rồi. Bố tôi nợ các anh bao nhiêu tiền ạ? Cũng không nhiều đâu. Cả gốc lẫn lãi có 200 triệu chứ mấy. Cái gì cơ? 200 triệu ấy ạ? Nhiều như thế, em lấy đâu ra tiền mà trả cho các anh ạ? Thì em hỏi anh đánh biết hỏi ai bây giờ. Nhìn em như thế này anh cũng không muốn đòi đâu. Nhưng mà bọn anh cũng hết cách rồi. Thôi, thu xếp trả nợ cho bọn anh trong vòng tuần này đi nhá. Hôm qua đến lúc không có để mà trả, tốn tiền lo mà chạy cho bố thì khổ ra. Anh ơi, em cũng khó khăn lắm. Lấy đâu ra tiền mà trả cho các anh luôn được? Hay là anh cho em trả góp được không? Em hứa là sẽ trả cho anh nhanh nhất có thể ạ. Nhìn cô em xinh đẹp như này, thôi thì... Em cảm ơn anh, em hứa là em sẽ trả đủ cho anh ạ. Kìa, anh đã nói hết đâu. Thế này đi, anh cho em thêm một tuần nữa là 2 tuần để giả cái khoản nợ cho bọn anh nhá. 2 tuần ấy ạ? 2 tuần 200 triệu. Thôi anh ơi, anh bán em được bao nhiêu thì bán ạ. Đấy, em lại cứ nói thế. Bên anh làm ăn uy tín, cho vay nặng lãi chứ không có buồn người nhá. Thôi, em đi làm đi. Ông ơi, lại trễ giờ lại bị trừ lương, không có tiền trả cho bọn anh lại khổ ra. Đi, đi làm đi. Thôi, anh đi trước nhá.
Em gửi tài liệu ạ. Ờ, anh cảm ơn. Em làm sao đấy? Em không sao đâu. Em ra ngoài đây ạ. Ờ, em đi đi. Bố, sao bố lại đến đây ạ? Tao hết tiền rồi. Mày đưa cho tao tiền để tao đi. Chỉ có lúc bố hết tiền, bố mới nhớ đến con. Lúc con cần bố thì bố ở đâu ạ? Con này hỗn. Tao nuôi mày lớn gần đấy năm rồi. Bây giờ tao xin mày có tí tiền mày đã không cho. Mày lại còn chửi tao. Đúng là đồ bất hiếu. Thế con hỏi bố, khoản nợ 200 triệu kia là thế nào ạ? Nợ mày khoản nợ đấy có mỗi 200 triệu, mày mà không trả cho bố mày á thì mày để cho chúng nó giết quách bố mày để cho xong. Tao mà chết rồi á thì mày muốn làm gì thì làm. Bố làm sao đấy? Bố đổ bao nhiêu tiền vào rượu chè cờ bạc chưa đủ à? Bây giờ lại thêm một khoản nợ đổ lên đầu con nữa. Sao mày nói lắm thế? Bố đưa tiền hay không thì bảo. Con không có một đồng nào hết. Từ giờ về sau con không có một đồng nào cho bố hết. Bố đừng có hành hạ con nữa. Được. Mày bỏ rơi bố mày nhá. Tao đi cho mày biết. Mọi người có thấy cái túi của tôi đâu không? Hôm qua để quên không cầm về mà bây giờ không thấy đâu cả. Chị thử nhìn kỹ lại xem, hay là có khi nào chị cầm về rồi mà chị nhớ nhầm không ạ? Nhầm là nhầm thế nào? Tôi đã già đến mức lú lẫn đâu. Hay cô là người lấy túi của tôi đấy? Tôi thấy nhá, cô dạo này rất là hay về muộn. Mặt mũi thì lúc nào cũng căng thẳng như đang giấu giếm cái gì đấy. Trả túi đây. Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi. Em không lấy túi của chị đâu ạ. Lại còn cãi à? Có chuyện gì mà Mỹ vậy? Anh nhìn đi, A nó lấy túi của em, bên trong bao nhiêu đồ quan trọng, bây giờ còn chối nữa. Em không hề lấy. Tuy là em nghèo thật, nhưng mà em không bao giờ làm chuyện xấu xa đấy đâu ạ. Thôi rồi, mọi người không đoán mò nữa. Lát nữa, tôi sẽ check lại camera. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Em xin lỗi anh, em không ngờ là bố em lại vào được tận đây để lấy trộm đồ. Để em đền cho chị ấy á. Đó không phải là lỗi của em, mà là lỗi của đội an ninh và công ty. Em đừng có nghĩ nhiều. Và gia đình em có chuyện gì hả? Dạ không có gì đâu ạ. Em đừng có mà giấu anh. Sáng nay ấy, anh đã thấy bố em đến gặp em. Không phải là anh cố tình gây trộm đâu, mà chỉ là vô tình thôi. À này, có gì khó khăn thì cứ nói với anh. Anh giúp được gì, anh sẽ giúp. Em cảm ơn anh. Để anh thấy mấy cảnh đấy, thực sự em ngại với anh quá. Ngại cái gì chứ? Em đừng có suy nghĩ nhiều. Nhớ nhá, khó khăn thì phải nói với anh. Dạ vâng. Nếu mà không có chuyện gì thì em xin phép ra ngoài trước đấy ạ. Ừ. Em chào anh ạ. Cô em đi đâu mà nhanh này? Tính trốn à? Dạ không. Em làm sao mà dám trốn anh được ạ? Biết như thế là tốt. Anh cũng nhắc cho cô em biết luôn này, là sắp đến hạn trả nợ rồi. Lo thu xếp tiền mà trả nợ cho anh ấy. Đừng để thằng này phải nặng tay nhá. Anh ơi, thực sự là bây giờ em khó khăn lắm. Em cũng không biết làm cách nào. Anh xem thế nào, anh cho em khất đến cuối năm được không anh? Cái gì? Cô em khéo đùa phết nhỉ? Đang là hạn 2 tuần, em mà cả một phát đi đến 1 năm. Này,
ai cũng như em chắc các bọn anh treo mồm lên trần quá nhờ. Nhưng mà thực sự là em không biết làm cách nào hết. Coi như là em cầu xin anh đấy, anh giúp em được không ạ? Trông cô em cũng xinh tươi ngon nghẻ đấy. Thôi, bây giờ này, anh giới thiệu cho em vài mối làm ăn, đảm bảo là đi vài lần đủ tiền trả nợ cho anh luôn. Sao, như nào, có được không? Không được. Người yêu của cô em à? Trông cũng có tiền đấy nhở? Bảo anh ta trả nợ thay cho. Anh Tân, chuyện này không liên quan đến anh đâu, anh đi về trước đi ạ. Anh nợ anh bao nhiêu? Bố của em ấy nợ tổng cộng là 200 triệu. Anh muốn trả thay cái gì? Được, tôi sẽ trả cho anh. Nhưng với một điều kiện, từ nay về sau anh không được làm phiền cô ấy nữa. Nếu không tôi báo công an này. Đấy, cô em sướng nha. Được anh giai này giả nợ cho, thế mà cứ than nghèo kề khổ. Đúng là có mỏ vàng như này mà không biết đào. Anh đừng có mà nói linh tinh ạ. Hai người cứ yên tâm, giả xong nợ là thằng này cũng cút luôn, có năn nỉ cũng không được gặp lại đâu nhá. Anh nhập số tài khoản đi. À, à đây rồi. Ôi giời ơi, có tiền bắt làm mạng cũng mượt đét luôn. Thôi cảm ơn hai người nhá, cố mà giữ đấy nhá, bỏ vàng đấy. Về. Anh Tân, em cảm ơn anh. Em hứa là sẽ cố gắng trả đủ cho anh ạ. Em đừng lo, anh cũng không dùng đấy mà. Để anh đưa em về. Mời vào. An à, tìm em có chuyện gì đấy? Em nghe mọi người nói là nhà anh đang tuyển giúp việc đúng không ạ? Đúng rồi. Em định giới thiệu ai à? Em giới thiệu em có được không ạ? Em á? Em làm việc ở đây, liệu có đủ sức mà làm không? Anh không phải lo đâu, em nhìn như thế này thôi, chứ em khỏe lắm. Này, em không cần phải vội trả nợ cho anh như thế đâu. Thì dù sao em cũng muốn đi làm thêm mà, coi như là anh giúp em được không ạ? Thôi được rồi, thế bao giờ thì em bắt đầu công việc được? Tối nay luôn ạ? Wow, nhà anh đẹp thật đấy. Em thấy bình thường mà. Thì bình thường với người giàu, chứ người nghèo như em thì thấy đẹp. Mà bố mẹ anh đâu hết rồi ạ? Bố mẹ anh về quê một tuần. Cũng may mà có em đến đấy, nếu không thì anh buồn chết mất. Anh không có bạn gái à? Em hỏi câu hỏi mà, ngày nào anh phải nghe từ mẹ anh đấy. Chắc là mẹ anh muốn có cháu lắm rồi đấy. Em thấy anh có sống không? Hơn một tí. Em đùa thôi. Chắc là do anh kén chọn, cho nên là mới không có cô gái nào lọt vào mắt của anh chứ gì. Anh có yêu cầu gì cao đâu, như em là được. Mà thôi, cũng muộn rồi, để mình đi nấu cơm. Hay là mình đi ăn ngoài đi. Không được, em đến đây để xin làm giúp việc, thế mà chủ lại ăn ngoài thì khác nào em thất bại ngay từ vòng gửi xe. Em hay thật đấy. Hay gì ạ? Không có gì đâu. Bếp về đằng kia kìa, đồ ăn trong tủ lạnh ấy, em cứ nấu thoải mái nhá. Nhớ, phải nấu ăn thật ngon đấy. Anh yên tâm, tay nghề nấu ăn của em hơi bị đỉnh cao đấy. Tạm đi đấy. Cậu có phải là Tân không? Dạ vâng. Bác là... Tôi là bố của An. Dạ, chào cho bác. Bác tìm cháu có việc gì không ạ? Cái An nó bị tai nạn, đang nằm trong viện. Bác nói sao cơ? An bị tai nạn á?
Nó đang trên đường đi làm thì bị ô tô đâm vào. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện mà tiền viện phí thì cao quá. Tôi mặt dày đến đây tìm cậu để xin vay cậu ít tiền. Thế bây giờ bác cháu mới qua viện, cháu sẽ thanh toán viện phí cho An à? Tôi không dám phiền cậu đâu. Bởi vì bây giờ An đang nằm trong phòng cấp cứu mà cũng không ai được gặp cả. Hôm sau nó đỡ thì cậu vào thăm nó cũng được. Bác ơi, cháu cũng không còn nhiều, chỉ còn từng này tiền mặt thôi. Chiều nay cháu vào viện, cháu sẽ đưa thêm ạ. Ừ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau này cái An nó sẽ báo đáp cậu. Dạ không có gì đâu bác ạ. Thôi, bác vào viện lo cho An đi. Vâng, cảm ơn cậu, tôi đi đấy ạ. Dạ, chào cháu cô ạ. Vâng. Ơ, An, sao em lại ở đây? Anh gọi em ạ? Ừ, em không bị đau ở đâu đi chứ? Em bình thường mà, anh sao thế? Bố em vừa rồi vừa gặp anh, bảo là em bị tai nạn, đang cấp cứu ở trong bệnh viện đấy. Bố em bảo em bị tai nạn ạ? Ừ. Mà bố em còn nói gì với anh nữa không ạ? Bác bảo là viện phí cao quá, cho nên đến nhờ anh vay một chút tiền. Bố em với anh bao nhiêu tiền? Lúc đó vội quá, anh có bao nhiêu tiền mặt anh đưa hết cho bác, cho nên là thôi kệ đi. Nhưng mà em không sao thật đấy chứ? Bố em lừa anh rồi. Hả? Chứ mà em không sao là tốt rồi. Không biết là bố em còn lương tâm hay không, lấy cả cớ em bị tai nạn để lừa tiền anh. Không được, em phải đi tìm lại bố để đòi lại tiền mới được. An, em ổn chứ? Em không sao đâu. Chuyện sáng nay em đừng để bụng nha. Hôm nay em đi tìm bố, hàng xóm nói là bố bị công an bắt rồi ạ. Sao? Sao bố em lại bị công an bắt? Người ta nói bố em giết người cướp của từ tuần trước cơ. Nhưng mà hôm nay mới bị bắt, có thể là phải đi tù chung thân. Chắc là hôm nay định lừa tiền anh để bỏ trốn đấy. Em đừng buồn nhá. Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em. Em lớn rồi mà, có phải trẻ con đâu. Thật ra em có một bí mật. Em chỉ là con nuôi của bố thôi. Con nuôi? Em chỉ là con nuôi. Hồi em được 1 tháng tuổi, mẹ em nhặt em về nuôi. Mẹ em yêu thương em lắm, còn bố thì không. Lúc nào bố cũng trong tình trạng say xỉn, rồi đánh đập mẹ con em. Mẹ thì luôn bảo vệ em, cho đến khi em học xong cấp 3 thì mẹ em mất. Chỉ tiếc là em chưa báo đáp được gì thì mẹ đã không còn nữa. Em yên tâm đi, mẹ em ở trên trời cao, nhìn thấy em trưởng thành như bây giờ chắc hẳn mẹ sẽ vui lắm đấy. Những ngày tháng sống với bố cứ như địa ngục ấy, suốt ngày bị dọa nạt rồi hàng xóm khinh bỉ, chủ nợ thì đến nhà đập phá thường xuyên, đến mức mà không còn đồ đạc gì để đập, xong rồi đánh cả bố cả con em luôn. Em phải lạc quan đấy. Từ bây giờ em không cần phải sống trong hoàn cảnh đó nữa. Em sẽ được sống một cuộc sống mà em mong muốn. Anh đã đúng. Em đã mong chờ một cuộc sống tươi đẹp như bao người khác từ lâu lắm rồi. Không ngờ là
đến bây giờ nó lại xuất hiện với em. Anh sẽ cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều đó.